Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái cách mình sử dụng bàn là sản phẩm của mình như thế nào cho nó hợp lý. Nó đẹp. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu tổng quan về cái bàn là hơi này. Ở đây có bao nhiêu người đã sử dụng cái bàn này rồi? Còn một số người còn lại thì chưa được sử dụng. Ok. Tuyệt vời. Cái bàn là này thì đây là bàn là kiểu như là bàn là công nghiệp. Thì trong bàn là thì nó có rất là nhiều các dạng bàn là, thì có một cái dạng như là bàn là gia đình, là bàn là gia đình, một cái loại bàn là mini mà mình hãy vứt ở trong tủ quần áo ấy, vỏ bằng nhựa. Còn cái bàn này này theo kiểu bán công nghiệp, nó sử dụng hệ thống hơi. Như các bạn đã nhìn thấy là nó về cấu tạo của nó sẽ có cái thùng gọi là đựng nước, và nó có hệ thống dẫn, tức là nước xuống cái ở trong này, trong cái phần này nó sẽ có một cái cục đốt và làm cho cái hệ thống nước nó giống như nồi cơm điện hay là còn gọi là cái phần gì các bạn biết không, cái phần chúng ta hay đun nước gì nhỉ, ấm nước sinh viên, cái súng rồi. Ok, thì nó cũng kiểu nguyên lý như thế. Còn bên này thì dây bên cạnh này là dây màu đen này, nó dẫn gì nhỉ? Ok, là dẫn điện đúng không ạ? Thì nó là sẽ làm tạo ra sự chuyển sang nhiệt, và nó sẽ đốt nhiệt năng, và nó sẽ đốt cho hơi nước, nó tạo ra cái hơi nước đó. Thì mình sẽ giới thiệu một chút nữa về một cái loại bàn là, thì các bạn chưa đi làm hoặc là mới tiếp xúc cái ngành này thì các bạn ít biết, như là mình làm ở trong nhà máy ấy, thì nó sẽ cấu tạo này nó sẽ không phải là cái bàn là này, bởi vì bàn là này sẽ rất mất năng suất trong nhà máy. Cái này thì chúng ta hay nhìn thấy ở đâu nhỉ? Ở hiệu may là nhiều. Còn đi làm công ty, đặc biệt là những công ty may lớn ấy, thì người ta sẽ có một cái hệ thống, hoặc là một cái hệ thống là hơi, là tức là nó sẽ, nếu mà bàn là này mà sử dụng trong nhà máy ấy, thì người ta phải đi đổ nước, với cả rất là nặng, mất năng suất. Cái bàn là ở trong nhà máy nó chỉ nhẹ khoảng mấy lạng thôi, cái bàn này nó phải tầm gần cân, thì là lại cả ngày nó sẽ rất là mỏi tay. Và đấy, và thứ hai là thỉnh thoảng mình đổ nước thì buồn lắm đúng không ạ? Thì trong nhà máy thì người ta xử lý bằng cách nào, các bạn có quan tâm hay không, mình sẽ giới thiệu để mình biết không, để mình tham khảo không? Ok, thì trong nhà máy á, thì người ta sẽ có một cái nồi rất to, tức là người ta sẽ xây dựng một cái nồi hơi đốt ở bên ngoài bằng, có thể bằng than, các bạn hiểu không? Người ta giống như là các bạn tưởng tượng là cái nồi to ở cái phòng này, như cái bể nước ở lại, sau đó nó đun lên tạo thành một cái nồi. Mình đang ví dụ kiểu như thế để dễ hiểu thôi nhá, mình dùng ngôn từ dễ hiểu nhất đối với các bạn. Sau đó thì nó với sủi cái nước đấy lên, xong rồi cái hơi nó mới đưa vào mặt dẫn ống dẫn nước, và những cái kíp này nó đưa vào trong nhà máy các bạn. Tức là nó giống như là cái chúng ta mua nước sạch ra đây kìa, thì kiểu như thế, nó bơm nước ở một địa điểm, xong nó nặng nước là mình bắt đầu bơm vào bể của mình ấy. Thì cái trong nhà máy thì người ta cũng kiểu như vậy, thì người ta đốt ở bên ngoài đấy, thứ nhất là phòng chống cháy nổ. Đấy, cái thứ hai là khi mà đủ hơi thì bắt đầu là cái hơi đấy nó bị cho vào bên trong bằng một cục áp suất gì đấy. Sau đó thì người công nhân ấy, thì trong này nó không còn cục đốt nữa, nó chỉ còn mỗi cái giống như cái vỏ bàn là, mà vỏ thì cực kỳ nhẹ đúng không các bạn? Và người ta chỉ ấn hơi nó phát ra là ôi, nó giống như mây luôn. Các bạn nhìn đến mây mà nên tăng bảo chưa là được rồi. Và những ngày mưa ấy kiểu như thế, xì ra phát là nó ra luôn. Thì ở trong cái phần xì như thế thì nó lại có một cái chân không để nó hút. Đấy, nó giống như cái bàn may, ý như cái bàn này của chúng ta chỉ cần dẫn này thôi, kết hợp với cái phần xì hơi, tất cả hơi nó hút tất cả xuống dưới, và nó không phải dùng gạch đá để nó đập, có hiểu được không? Mà tự nhiên nó chết đấy là trong nhà máy thì nó sẽ như thế. Thì nếu như mà các bạn muốn, có nhu cầu mua cái đấy, tôi cũng mua được cho các bạn, bởi vì làm như thế nó chuyên nghiệp hơn, hiểu được không? Hơi đắt tí được không? Nếu mà các bạn có nhu cầu đầu tư thì chúng ta nắm có một cái thông tin để tham khảo ở trong nhà máy. Những nhà máy lớn ví dụ như là mắc bót kiểu nó làm như thế nào, các bạn hiểu từng chưa? Còn của chúng ta thì quay trở lại bài học ngày hôm nay, tôi giới thiệu, còn ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái kết cấu của này kỹ hơn, và chúng ta cũng chỉ có nhu cầu dùng cái máy này thôi.
giá tiền của con máy này thì nó có loại xịn và loại đạt Trung Quốc. Thì cái giá tiền của con máy này, cái model này là ST530B là model của nó. Đấy, đây là kilowatt điện, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, về cơ bản thì giá tiền của con này nó rơi vào khoảng 1,2 triệu. Đấy, nếu ở thị trường nó bán là 1,4 triệu. Còn có một loại cũng giống như thế này nữa nhưng mà hàng Trung Quốc thì nó khoảng 800-1 triệu gì đấy, tùy dao động tầm giá đấy là mua được. Các bạn nắm được chưa? Giống nhau nhưng mà thực tế lại không giống nhau. Nó có vỏ màu vàng, vỏ màu xanh đắt hơn vỏ màu vàng. Để các bạn nắm được. Dĩ bỏ ra giống hệt nhau. Các bạn nhìn thấy iPhone nhá, nhưng mà ruột nó dùng Android các bạn. Hiểu ý được không? Đấy kiểu thế. Để chúng ta phân biệt nhá. Đấy là giá tiền. Còn cách sử dụng thì nó cũng giống nhau rồi. À không, cái nhựa này rồi cái dây điện thì nó đều sờ, đều cái gì. Các bạn nắm được chưa nhỉ? Rồi ok, còn bây giờ chúng ta cách chúng ta sử dụng nó thì như thế nào? Thì ở cái bàn nà này thì là nó cũng chinh chiến được nhiều khóa hết rồi đấy, nên là nó băng bó tí này thôi. Còn bàn nà ở trên kia ngon lắm. Thì phần này là phần cán này thì nó có một cái nút màu xanh này. Cái nút này còn là nút xả hơi. Được chưa? Các bạn để tay vào đây thì chúng ta sẽ thấy hơi nó ra. Được không? Được, ok. Ở trên đằng sau nó có gì? Nó có công tắc. Công tắc này có nhiệm vụ là bật và tắt. Các bạn lưu ý này, chúng ta bật lên thì đây là hiện tượng là bàn nà mở, ấn xuống là bàn nà tắt. Ở trên công tắc này nó có một cái gì? Đèn gì? Đèn báo. Đèn báo gì? Đèn báo đỏ. Đèn gì? Nó vào điện hay không vào điện à? Báo gì? Báo gì? Điện. Đồng thanh phát đèn báo gì? Điện. Báo đúng rồi, báo nhiệt. Bởi vì báo điện lúc nào cũng sẽ báo, còn tại sao bây giờ nó không báo lúc vừa nãy nó đỏ? Chèn bây giờ nó cháy à? Tao bật đi bật lại cháy à? Cái này là báo nhiệt. Là khi nào làm sao nó đủ nhiệt độ rồi thì tự nhiên nó sẽ tắt đi. Nếu khi bạn còn báo điện thì lúc nào cũng sáng đây. Không tin thì các bạn theo cái ổ điện này lúc nào cũng sáng. Còn cái báo nhiệt là khi nó đủ nhiệt năng rồi thì nó ngay lập tức nó tắt đi. Thì nó có một cái cầu dao, gọi là cầu dao tự ngắt ở bên trong. Lúc này nó không sử dụng điện nữa. Mà khi mà cái này nó nguội rồi thì bắt đầu nó lại tự nhiên nó sáng lên. Đó, để chúng ta nắm được nha. Được chưa? Như thế có kỹ không? Có thích như thế không hay nói qua qua rồi xong rồi về máy chứ? Ok. Nói kỹ nhá. Rồi ok. Còn ở đằng sau này, ở đằng sau này nó gọi là cái núm chỉnh nhiệt. Nó giống với cái gì mà hôm trước chúng ta học nhỉ? Thế thì các bạn phải tương tác với tôi có nhiều năng lượng, không tương tác là tôi dạy rất là qua loa luôn đấy. Ok, bởi vì chúng tôi cũng cần tương tác với các bạn. Cái này nó gọi là cái gì? Vừa mới nhắc xong cái gì? Cái núm chỉnh nhiệt. Nói từ nó mới chuẩn, bởi vì chúng ta được học rồi. Trên cái núm chỉnh nhiệt này rồi thì nó có một con ốc để chúng ta chỉnh vặn chập này. Còn dưới cái phần dưới này là nó có số từ 1 đến mấy nhỉ? 1 đến 5. Ok, 1 đến 5 chỉ tỏ đang theo dõi bài. Trên cái phần nút này nó có cái phần vạch để chúng ta biết là chúng ta đang ở nhiệt độ nào. Cái này cực kỳ quan trọng ạ, không nhìn ngay lập tức đặt vào vải cháy vải luôn. Cái này nó tương ứng giống như cái quạt trần của chúng ta ấy. Ai đã sử dụng quạt trần rồi đây đi xem nào. Ok, 100%. Thì các bạn thấy là số 1 nó to hay nó bé? Rồi ok, nó kiểu giả vờ như thế thôi, còn thông thường tùy vào người nắp ấy. Thì ví dụ nhá, số 1 thì nó tương ứng với một loại vải, số 2 nó tương ứng với một loại vải, số 3 nó tương ứng với một loại vải, số 4 nó tương ứng với một loại vải, và số 5 là nó về mo, nó kim ấy. Hiểu được không? Số càng to thì nhiệt càng lớn, số càng nhỏ thì nhiệt càng gì? Càng nhỏ bé. Các bạn nắm được chưa? Điều này chúng ta sẽ tương ứng với các loại vải này. Ví dụ vải mà nhiều polyester và mỏng thì chúng ta sẽ để nhiệt độ từ 1 đến 2 gì đấy, 2,5 là cùng. Để nhiều vào thì làm sao? Nó sun như cái gì nhỉ? Nhăn như thế này mà nhăn. Đúng rồi, sun như chúng ta đốt ni lông ấy.
ngay lập tức đặt phát cháy nguồn. Đặc biệt là vải gì? Vải jacket. Nếu mà chúng ta jacket mà chúng ta để khoảng từ 4 đến 5 mà chúng ta đặt phát vào xung nguồn. Hiểu được không? Nắm được chưa? Rồi ok. Vải số 3 là vải giống như là kiểu như cái dạng như cái dạng vải này, vải dạng thô như này. Thì chúng ta để nhiệt độ khoảng độ 3 đến 2,5 đến 3 gì đấy. Trung bình kiểu như vậy. Nắm được chưa? Nhớ nhá. Ghi nó vào nhá. Thì 4 đến 5, 5 thì ít khi người ta, tức là mắc thì thường thường người ta ít sử dụng lắm. Nhưng mà khoảng độ 4 thì người ta sử dụng vải gì? Vải gì? Vải gì nào? Đúng rồi, loại vải dày. Không biết là dạ hay không nhưng tôi cứ nói vải dày. Như là vải bò được không? Vải kaki được không? Được không? Vải bảo hộ lao động được không? Fmax được không? Hiểu cho không ạ? Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn rất kỹ trong cái phần này rồi. Rồi ok chưa? Còn cái phần dưới này, đây là cái gì? Ủa trời, nó bị hỏng rồi các bạn. Phải nó bị hỏng không? Đây người ta gọi là cái mặt nạ. Ở đây là có bao nhiêu người là trung thu là chơi mặt nạ rồi, giơ tay lên xem. Thì cái này nó cũng giống như thế. Đây là mặt thật của nó, còn đây là mặt nạ. Đố biết mặt nạ để làm gì? Để làm gì? Thôi nhá, nghỉ nhá. Để làm gì? Ok, cho vào giữa bạn. Ok, đây làm sao? Mặt nạ làm sao? Để dọa ma đúng không? Nhìn thế là phải không? Phải. Mặt nạ để làm gì? Không biết thì chả lấy bừa đi. Biết là nó sai. Con chị, mặt nạ để làm gì? Nạ không biết làm gì thì mua mặt nạ tốn thêm tiền đấy, không đi cùng mặt nạ đâu. Mặt nạ làm gì anh? Hơi nó đều. Hơi nó đều. Em, mặt nạ làm gì? Có lỗ này lại cảm hơi được. Ừ thì có lỗ này lại cảm hơi được. Ok, còn em mặt nạ làm gì? Dễ vệ sinh à? Ok. Cái mặt nạ này á, nó có nhiều nguyên nhân, nó có nhiều cái hay đó. Thứ nhất là cái phần ở dưới này nó tráng cái lớp nhựa. Nó sẽ giảm được cái nhiệt. Cái nhiệt năng đi mà nó sẽ làm cho, tức là chống cháy. Chống cháy, chống nổ. Và thậm chí là chống cả giật luôn. Các bạn hiểu ý tưởng chưa? Nên là cái vấn đề khi, thứ hai nữa là cái phần nhựa này nó làm cho cái phần đi và là rất trơn. Hiểu được không? Tức là phần nước, nước đi nước lại là sẽ trơn tru hơn rất nhiều. Và còn một số những cái nguyên nhân, đấy là nguyên nhân cơ bản mà người ta dùng mặt nạ này. Còn còn một số cái mà vừa nãy các bạn nói rồi, nó về vệ sinh hơn rồi, nó sẽ đảm bảo về bề mặt của vải, nó sẽ không bị làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của vải, làm ảnh hưởng đến ví dụ như bề mặt vải không đủ xước rồi các thứ, và là lớp con, nên là người ta sử dụng cái mặt nạ này. Bây giờ bắt đầu, đấy là giới thiệu qua rồi, bây giờ bắt đầu vào nguyên lý hoạt động này. Bước 1, bật bàn nạ. Bật bàn nạ, chúng ta sẽ đợi khi nào bàn nạ nóng thì chúng ta mới bắt đầu là, ok chưa? Nóng ở đây trung bình khoảng độ ít nhất là 40 giây cho đến khoảng 1 phút rưỡi thì bàn nạ mới nóng lên được. Thế nên chúng ta còn tùy vào điều kiện, ví dụ như mùa đông thì nó sẽ phải lâu hơn. Hiểu chưa không ạ? Còn bạn nào vừa là xong thì chúng ta bật lên bàn nạ ngay. Thì chúng ta có thể theo dõi được cái nút này. Đúng không ạ? Ok. Và ở đây là cái công tắc này. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Nghe chưa? Hơi bắt đầu bay lên này. Rất ấm luôn. Chúng ta xì, chúng ta bấm một cách dứt khoát. Nó kêu tách cái, tức là nó đang vào điện. Còn nếu không kêu tách thì nó không vào điện. Chúng ta bấm là chúng ta phải bỏ ra. Chúng ta không phải bấm gì ở đấy đâu. Nhá. Và khi nào nóng mà nào thì phải bấm cái lúc này thôi. Còn không nóng thì làm sao ạ? Nó ra đầy nước rồi. Bởi vì nó chưa kịp đốt. Mà các bạn đã xả nước rồi. Thì làm sao thì nó ra nước, nó không ra hơi. Thế là như thế rồi. Mà xả nước như thế thì thứ nhất là dễ chập cháy bàn nào. Thứ hai là dễ bị dập. Thứ ba nữa là dễ bị bẩn vải.
bởi vì cái phần han của bạn nào nó sẽ biết cả, nhất là vải trắng. Có kinh nghiệm thì truyền hết đấy. Thì vấn đề các bạn nhận được bao nhiêu kiến thức rồi, được chưa? Ok. Đó, nghe rồi đây đúng không? Rồi. Ngon lành chưa? Bây giờ là cách nà thôi đúng không? Ở đây